vào lúc 11 giờ 57 phút ngày 28 tháng 9. Ca sĩ Phi Nhung đã qua đời ở tuổi 49 tại bệnh viện trợ giấy sau thời gian chống chọi với bệnh COVID-19. Được biết, khi phát hiện mình mắc COVID-19, ca sĩ Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8 để điều trị nhưng tình trạng bệnh chuyển nặng. Ngày 26 tháng 8, nữ ca sĩ được chuyển sang bệnh viện trợ giấy và được các bác sĩ tại đây tích cực điều trị. Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại từ một phần phổi. Dù được bệnh viện hết lòng cứu chữa nhưng nữ ca sĩ sức khỏe yếu không qua khỏi. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ không về Mỹ đoàn tụ gia đình mà chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì muốn tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân thành phố. Từ giữa tháng 6 đến ngày đầu tháng 8, ca sĩ Phi Nhung hỗ trợ kêu gọi đóng góp cho quỹ vaccine phòng Covid-19, mua máy thở, gửi gạo cho người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn cho người vô gia cư. 50 năm cuộc đời của Phi Nhung trải dài bởi những ký ức buồn đau, bất hạnh nhưng bằng bản lĩnh kiên cường cô vượt qua mọi gian khó và ghi tên mình trong lòng người hâm mộ bằng tài năng ca hát đặc biệt. Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại vùng đất Pleiku. Năm 1993, lần đầu tiên Phi Nhung xuất hiện trên các chương trình âm nhạc của hải ngoại. Với chất giọng ngọt ngào và thường chọn hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca, Phi Nhung đã nhanh chóng được khán giả biết đến. Năm 1998, Phi Nhung đã trở thành nữ ca sĩ Việt Nam ra nhiều album nhất tại hải ngoại và được khán giả yêu mến đặt cho nghệ danh nữ hoàng băng đĩa. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn lần sân, tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, làm MC, làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế. Trong lĩnh vực nào, Phi Nhung cũng để lại dấu ấn bởi sự chân thực, hiền lành và cô được khán giả yêu thích. Tiền phi Nhung có khoảng hơn 20 người con nuôi tại chùa và 4 người con do Phi Nhung nuôi dưỡng hiện thành công trên con đường âm nhạc là Thiêm Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Hồ Văn Cường. Bên cạnh các con nuôi, Phi Nhung có một con gái ruột tên Wendy Phạm Sinh tại Mỹ năm 1992 ca sĩ Phi Nhung được nhiều khán giả yêu mến qua những ca khúc trữ trình mang âm hưởng dân ca. Sự ra đi của nữ ca sĩ đã để lại nhiều thương tiếc, xót xa cho khán giả.